Em chào các tình yêu rau cỏ của em nhá. Hôm nay em quay cho các bác xem cách em trồng mầm đậu Hà Lan bằng khay nhựa thủy canh sâu 7 cm này. Khay nhựa sâu đấy. 3 lớp, một lớp nắp này các bác. Một lớp để hạt, một khay để nước. Đấy, thì cái khay này khi mình lắp cái khay hạt này vào khay nước, mình cho 1 lít 8 nước. Lít 7 lít 8 nước tương đương với 5 cái bát con nước này. Đấy. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đấy, 5 cái bát con nước này thì làm sao để không ngập đến cái đáy rổ này các bác nhá. Các bác cho làm sao không ngập đến cái đáy rổ là được. Đấy. Thì hạt sau khi mình ngâm nhặt cái hạt xấu qua đi, mình ngâm 12 đến 15 tiếng so với miền Bắc ấy, thì nó mát trời thì mình ngâm thế được. Còn miền Nam thì các bác có thể ngâm 8 đến 10 tiếng bằng nước ấm tất nhé, bằng nước ấm 2 sôi 3 lạnh nhé các bác, 2 sôi 3 lạnh. Đấy, thì sau khi ngâm xong mình nhặt này, mình chọn lại, mình rửa lại làm sao để cho cái hạt này nó không còn chỗ nhớt nữa mà. Thì chỉ cần rửa như thế này thôi, hoặc là các bác xối dưới vòi nước, đổ luôn vào cái chai. Đổ luôn vào khay, xa nó ra cho nó ảnh. Một cái khay này ấy, thì khay sâu này thì em cho là 2 lạng hạt khô. Cái khay nông kia thì được 1 lạng rưỡi thôi các bác nhé. 1 lạng rưỡi. Cái hạt Hà Lan xanh hay Hà Lan vàng đều được, miễn là cái dòng hạt mập các bác ạ. Là dòng mầm, dùng trong mầm là hạt mập. Thế thôi. Đấy. Mình chỉ cần dàn nó ra, mình ngâm dàn nó ra, đậy nắp lại. Xong. Các bác để ở cái chỗ mà ánh sáng nó mạnh hơn thì nó sẽ ra rau mầm, rau non màu xanh. Còn nếu mà các bác mà thích ăn mầm nữa thì các bác có thể là cho cái chỗ ánh sáng nó tối hơn một chút, hoặc là mình đậy, mình úp các kiểu đấy thì nó sẽ ra rau mầm. Đây là rau của em được 10 ngày tuổi nha các bác. 10 ngày tuổi với miền Bắc trồng bằng nước này. Đấy, cái cây này là nó đang bị trồng bằng nước thì nó giả sử như này, nó sẽ là 4 mắt. 1, 2, 3, 4 mắt, 4 mắt rồi. Cái này ánh sáng của nó vừa mà. Thì khi mình bấm vào đây nha các bác. Bấm vào đây này, bỏ lại 1 mắt này. Hoặc nếu các bác mà bấm tịt đây cũng được, nó sẽ đẻ hai cái nách ra. Nó sẽ đẻ hạt là nách ra đây luôn. Nó càng mập luôn chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng em lười, nên em toàn túng túng như này. Bắt đầu em cắt. Đấy, thì bấm như này. Đấy, ăn. Không quá. Nó non hơn một chút. Hôm nay thì nếu mà làm salad thì không ổn, hôm nay chỉ nhúng lẩu nước thôi. Đấy, nó một ngày nó lớn nhanh lắm các bác ạ. Thì đây, cái nước của nó chứa này như thế này các bác nhá. Em chưa phải thay, đấy nước từ hôm vẫn cho 5 bát đấy. Không có con long quăng nào luôn. Không có con long quăng nào, cho nước vào này. Sau khi mà mình cắt như thế này rồi, để đến hôm sau vết thương nó khô khô ấy, thì mình có thể là cho với một cái nắp dưỡng chất hữu cơ đậm đặc của em này, hay phân trứng sữa này, hay là dịch chuối này, để mình cho nó vào một nắp chai đấy, hòa với nửa lít nước cho vào cái khay nước này, hòa ra cùng với khay nước đấy các bác, hòa ra cùng với khay nước các bác cho nó vào. Thế thôi, là sau khi cắt, mỗi lần cắt thì mình sử dụng như thế đấy. Trồng rau bằng cái loại này nó nhàn ơi là nhàn các bác ạ. Cái dễ nó ghê lắm, nó nhàn ơi là nhàn. Chỉ cần để chỗ ánh sáng vừa thì nó sẽ lên như này. Nếu các bác thích trắng hơn, tối hơn thì các bác đậy nó, để vào chỗ ánh sáng nó tối hơn một chút thì nó sẽ ra màu trắng. Còn nó xanh xanh này thì mình sẽ ra thành mầm. Còn nếu mà rau non hơn nữa thì mình để chỗ ánh sáng mạnh hơn một chút, mình để ánh sáng mạnh hơn một chút. Còn cái khay này mình trồng cũng tốt nhé các bác. Khay này thì mình để được 2 lít nước, nhưng ngày thứ 5, ngày thứ 6 mình phải châm nước của nó rồi. Mình phải châm nước rồi. Và khi mình giải hạt đây thì mình sẽ cho một lớp giấy ăn, giải một lớp giấy ăn trên hạt cho mình phun. Mình lại đậy úp một cái, lấy một cái khay khác thì úp nó lên, hoặc là mình bọc vào túi ni lông, hoặc là nếu mà hai khay thì các bác có thể đè lên nhau như này, đè lên nhau như này được. Đè lên nhau là cái ở lấy cái khay khác nhé bác, các bác. Còn cái khay này là mình để được 2 bát nước con nước đấy. Còn cái bộ kit này của nó là đi kèm một cái vòi này, đi kèm một cái vòi thì mình lắp vào một cái chai nào được, các bác lấy cái chai nào được các bác lắp. Đây là vòi. Cái chính thức ra là từ hôm trăm cái mấy cái chậu rau này là em chưa chăm nó một ngày nào, chỉ thả đấy thôi.
ngày thứ năm thứ sáu thì nó sẽ đẩy cái, nó sẽ lớn lên cái nắp này, nó lớn lên là bằng gần bằng cái nắp này rồi, thì nó sẽ đẩy cái nắp này dịch lên, mình bỏ cái nắp này ra 2 3 ngày đầu, mấy ngày đầu ấy thì nó sẽ có cái mùi mà chua chua các bác ạ, nó mùi chua chua giấm giấm kiểu như là cái hạt ngâm của mình ấy, nhưng mình chẳng động gì đến hạt cả, hạt nó chẳng bị khô đâu, ướt đâu, thì cái màu nó có kiểu mùi, nó mùi nó kín mà, thì mình chỉ thích thì mình gần đi thì mình bỏ nó ra cái này. Đấy, thế thôi, còn nếu không kệ nó, đến lúc nào mà nó đẩy cái hạt đẩy này lên thì mình bỏ cái này nó ra, hoặc là mình bỏ ra trước ngày thứ năm thứ sáu cũng được. Thế thôi các bác nhé, lúc cắt là các bác nhớ cắt này, để lại một mắt này, một mắt hoặc 2 mắt cũng được, 1 mắt đến 2 mắt được. Đây là ăn rau thành rau non rồi đấy, đây từ ngày thứ 10 này là sẽ thành rau non, còn ăn salad thì các bác sẽ ăn ở cái tầm này, dài hơn lên một tí, đây 1 2 3 mắt này đấy, salad thành non mỡn. Ăn cái rau này nó có cái vị, rau ăn sống như này làm salad nó có cái vị như vị vị củ đậu. Thế nhưng khi mà mình cắt cắt nó ấy, thì mình lại có thấy cái mùi của giá đỗ, nhưng khi mình nấu thì nó chả sao cả. Đấy, các bác thích ăn non thì các bác ăn salad thì ăn trước hôm qua được, hôm trước hôm qua trước hôm kia là ngày thứ 7 thứ 8, ngày thứ 9 hôm qua vẫn thấy non, ngày thứ 10 này hôm nay thì lại chỉ lại ăn nhúng, ăn xào. Đấy, ngày thứ 10, 11, 12 thì đây em cứ cho là ăn. Bọn trẻ như em nó hay ăn mì thì cứ để đây cho bọn nó cắt, bọn nó tự ăn. Thế thôi, đơn giản lắm. Em cho các bác xem mấy cách mà em trồng mà nó nhiều nắng hơn một chút nhá. Đấy. Đây. Đây là rau nhiều nắng hơn một chút, cùng ngày trong kia đấy ạ. Cái này nó nhiều nắng hơn thì nó mọc râu nhiều hơn, nước vẫn chưa phải cay, nó ngắn hơn đấy ạ, nhưng mọc râu nhiều hơn. Cái này thì nó sẽ có cái vị mà bùi bùi của vị rau non. Bắt đầu hôm nay cũng đã bắt đầu ăn rồi đấy các bác ạ, 10 ngày. 10 ngày nó cao bằng nào, nó cao cao bằng ngón tay giữa em à? Đấy, nó bằng như thế thôi, nó chỉ được như thế thôi. Đây em quay cận cảnh cho các bác thôi, còn cái này nó to như thế nào nhỉ, nó chưa bằng cái cây xiên thịt đâu, nó chưa bằng cây xiên thịt đấy, mình cứ cắt xin xít luôn đấy, em cứ túm cắt xin xít, cứ cắt xong rồi hôm sau em lại hòa cho nắp dưỡng chất vào đấy, xong 3 đến 5 hôm sau em lại hòa cho nắp nữa, là với nửa lít nước em cho nó vào đây để cho nó làm sao nó không chạm cái đáy trắng là được. Thế thôi, đơn giản lắm. Đây này, mình kéo nó đi, mình mà cái bên trong nó mà ít nắng hơn thì nó lại cao hơn thì mình lại xoay nó vào. Ồ, đấy, cái chỗ nắng của em để này, đấy đây là nắng hướng đông đấy, đây đây là 2 mét này, hiền đấy mà vẫn nắng các bác ạ, 2 mét hiền này vẫn nắng lắm. Rau nhìn cái loại rau như này là vẫn nắng, em bị nắng phải cho vào cái nó ở cái nghĩa khác, em phải cho nó vào bên trong này đấy, cho vào bên trong này này, ok hơn, em vẫn thấy nắng, nhưng mà như thế này thì nó lại thành ấy mất, nó lại thành cái vị rau non mất thôi, cứ để đây để ăn rau già, à ăn 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 vị rau non đấy, có thế thôi các bác nhé. Em chào các bác.